Các bạn chú ý nha, thời gian bắt đầu thi rồi đấy. Chúng ta giữ trật tự im lặng. Những bạn nào có vấn đề gì, thắc mắc gì hoặc máy móc mà có làm sao thì các bạn giơ tay lên để các cô đến hỗ trợ.
bạn đeo tai nghe vào nhá. Thank you.
Gần chục phút nữa.
Thời gian sắp hết rồi nha các bạn, chú ý nha. Rà soát tất cả các câu điện, thời gian sắp hết rồi ạ. Nếu mà đến thế thì lộ bài rồi, nếu thế là lộ rồi, nhưng mà không có lộ chưa lộ thì không biết chẳng liên nổi như là đầu ấy, mà nó không được, không nộp được, nhưng nó không có kết quả trên hệ thống, thế thì nó mới thi lại luôn, mà chỉ có một lần thôi, nếu mà nộp được rồi nó không thi lại được nữa. Các bạn làm xong hết chưa? Có bạn nào chưa xong không?
Chúc mừng các bạn nhá, chuẩn bị về lớp. Bạn nào ghi xong rồi thì chúng ta về lớp.